Mới đây, chi nhánh kỹ thuật Viettel Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel cùng với các đơn vị Tổng Công ty An Gia Tiến, nhà phân phối điều hòa Carrier và Toshiba, Công ty trách nhiệm hữu hạn Baywa Việt Nam, đại diện GA Solar, Inverter SMA đã phối hợp tổ chức hội nghị giải pháp cắt giảm chi phí điện năng và chuyển dịch sang năng lượng xanh, với mục tiêu cập nhật những thông tin về hiện trạng nguồn điện hiện nay, đồng thời tạo diễn đàn mở rộng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia trao đổi, chia sẻ, thảo luận về các giải pháp, công nghệ, kỹ thuật và thị trường điện. Chi nhánh kỹ thuật Viettel Đà Nẵng và Tổng Công ty Công trình Viettel là đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ cũng như hợp tác với đài phân phối các sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu trên thế giới liên quan đến lĩnh vực năng lượng cũng như là công nghệ và các thương hiệu về điện lạnh. Và chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo các cái chất lượng cũng như uy tín của sản phẩm và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực về đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt sau năm 2020, khi cả nước không có nhiều nguồn đưa vào khai thác mới, thì việc phát triển các công nghệ mới cho phép người dân sử dụng thiết bị điện với công suất thấp hơn, tối ưu nguồn điện được xem là giải pháp quan trọng. Nhận thấy những khó khăn chung của ngành điện, chi nhánh kỹ thuật Viettel Đà Nẵng với vai trò là đơn vị phân phối chiến lược các thương hiệu công nghệ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng Inverter SMA đến từ Đức hay thương hiệu Carrier đến từ Mỹ, một thương hiệu nổi tiếng trong ngành điện lạnh, với lịch sử 120 năm hình thành và phát triển, đã lựa chọn những sản phẩm công nghệ mới giảm tải chi phí điện năng cho người tiêu dùng với mức giá tốt nhất tại thị trường Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Qua quá trình sử dụng thì mình thấy là những cái sản phẩm của Viettel Công trình là mang lại cái hiệu quả tối ưu về chi phí điện năng là rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là nó thiết bị của nó là mình cảm thấy là thiết bị và cái phần kỹ thuật cũng như cái phần bảo hành thì chăm sóc rất là tốt. Chính phủ đã đưa nhiều cơ chế chính sách về phát triển nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời. Dựa trên những định hướng rõ ràng, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel cũng đã đưa ra các sản phẩm, giải pháp phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu, đảm bảo chất lượng cuộc sống, hiệu quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Sứ mệnh của Tổng Công ty Công trình là góp phần phát triển thật nhanh các cái năng lượng xanh và sạch để góp một phần lớn của mình vào cái công cuộc xây dựng đất nước. Thì ý thức điều đó cho nên là Tổng Công ty Công trình ấy, ngay cả xây dựng các cái công trình viễn thông thì chúng tôi cũng hướng đến là sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo, và tất cả các cái hoạt động của Tổng Công ty Công trình ấy bao giờ cũng hướng đến cái việc là đồng hành cùng với các doanh nghiệp khác để khuyến khích, hỗ trợ để người ta sử dụng cái nguồn năng lượng xanh và sạch, đặc biệt là trong lĩnh vực dùng năng lượng mặt trời cũng như năng lượng gió. Với mục tiêu to lớn là tiết kiệm năng lượng điện quốc gia và mong muốn kiến tạo, xây dựng, thay đổi chất lượng cuộc sống cho cộng đồng của Công ty Cổ phần Công trình Viettel, hy vọng rằng trong tương lai, người dân sẽ được tiếp cận các tiện ích công nghệ thân thiện với môi trường với độ phủ rộng trong cả nước, thụ hưởng những giá trị của năng lượng xanh nhằm hướng đến một cuộc sống xanh.